Hello và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì ở clip hôm nay mình sẽ đổi qua chuyên mục ghép auto matching với lại người lạ nha mọi người. Vâng, vẫn là tiếp tục khu đền thờ thôi. Đây rồi, có M16 này, hơi lag. Và mình thấy cũng có một vài team vào đây. Có M4 thì đứng trên tầng 2 này là dễ có mạng lắm. Đấy, một thanh niên này. Đây dưới, ngay dưới chân mình. Ôi, bây giờ mình leo nhanh thế nhở. Ông này làm nghề ăn. Ôi, hai tên luôn, không biết bắn tên nào. Rồi, gạt được một tên nữa rồi. Bên ngoài này có một tên này. Chạy đi đâu bạn ơi, à, clear một team rồi. Vẫn đang còn một team nữa, có hai team. Nhân số 4 kìa. Số 4 clear luôn rồi hay sao ấy nhỉ? Ờ đúng luôn rồi. Uầy, trận này team người lạ mình bắn tay to phết anh em ạ. À, ok rồi, vậy là đã clear rồi đấy. Mình vẫn đang... Ui phải nói vẫn còn một ông nóc này. Mình gạt hộ cho team khác à, mình vẫn được kill. Kìa kìa. Như con bot thôi hay sao ấy mọi người ạ. Thôi bỏ đi. Vâng, vậy là vẫn còn xuất hiện thêm một thanh niên bò lạc nữa. Vậy là có team thứ ba. Thế rồi sao ấy? Trời ơi, ông số 2 ông ấy đáp tít ở chỗ bên Serverny. Bình thường mình ghép auto matching người lạ là luôn luôn có một người trong team mình là ấy. Từ từ có set đi vào này. Có team vào mọi người ơi. Quá Nguyên một xe team tới, luôn. xe tới. Đèn xem. Từ từ mình ốp bom này, ốp bom IQ phát. Đây này, chỗ này này. Hay, nó một rồi à? Để mình ốp quả bom Đập mà một mình rồi, công đập luôn một rồi. nhá. Rồi, chơi luôn. Đây, mình leo lên trên này là mình bắn được thôi. Đấy, ui, cứu à. Thiếu làm gì bạn ơi, clear luôn rồi. Ba tên. Có ba tên bị clear luôn. Mà hình như là ba ông này là bạn của cái ông mà lúc nãy đang bị nốc ấy. Team thứ ba thì sao ấy. Vâng, tính quay lại đây để trả thù bạn nhưng mà cuối cùng đi cùng bạn luôn rồi. Đây này, 20 giây nữa là. Kìa đấy, kìa còn 15 giây nữa thôi đây là này, đền sẽ đây này, bay. nhưng mà À, trận này mặc dù ghép với người lạ nhưng mà mấy ông người lạ mình vẫn mở mic giao lưu rất là vui. Mình khá là thích điều này luôn. Bình thường thì mình giao lưu cộng đồng thì mấy ông ấy mới hay mở mic. Còn auto với lại người lạ mấy ông ấy ít khi mở mic lắm. Rồi. Đợi mở cửa phát là vào bắn bot. Kiếm cây súng, kiếm gớt đồ ra, trận này bắn gớt đồ ra đi. Không bắn ốp trận này, nhường ốp cho người lạ luôn. Ok bạn này. Ê, có xe buggy. Có thằng Buggy đến nữa kìa. Ui, để ra bắn được. Từ từ xem bắn luôn. Đây này. Từ từ đừng vào ấy vội. Ok, đúng Ở rồi đấy. dưới. Thế nào? Đâu rồi. Bắn được thì bắn luôn. Đây rồi. Ui, nó chạy vào rồi kìa. Chắc nó ở dưới đàn thôi. Đây, sấy được anh em ơi. Ui. Bắn không? Yếu dã man luôn. Thêm một viên AK nữa rồi. Ông này chắc còn chấm máu ấy. Quăng quả lửa xuống này. Khó rồi. Bây giờ cái đền thờ này càng ngày càng bay cao ấy, mình không kéo gấp được xuống dưới nữa rồi. Bắn red dot hơi xa, quả đấy mà có cốp là chắc là mình ăn được. Ôi, có con Bucky nữa này. Rồi, nóc này. Gạt luôn. Này bắn người siêu ấy, ở trên này mà bắn được xuống từ đấy. Ui. Thôi đưa lên bắn quân. Trời ơi, không gạt được, kể như là bạn nó tới hay sao ấy. Thôi xong rồi, mình không kéo được tâm nữa rồi. Đền thờ nó bay cao quá rồi, mình không kéo được nữa rồi. Giá như mà mình có một cái cốp là mình ăn từ, được rồi đấy. Đừng tiếc đừng thật. Vội nhé, từ từ. Ui, bây giờ bốc ra nó cứu bạn rồi anh em ơi. Ai Cũng bạn vào này, đây vào đi. Cover tốt thế nhỉ, ok. Không gạt được thì hơi tiếc nhưng mà thôi bỏ đi. Ơ, có xe này. Ở đây có tiếng xe. Đây đây đây, ui. Một team luôn. Đông lắm nhá. Đây rồi. Ui xong rồi. Ui. Vãi nồi thật. Trời ơi, mình đốc 2 rồi hay sao ấy. Cố lên bạn ơi. Yeah, có ông số 2 lại cover cho mình. Xe nữa. À, clear rồi. Xe kia đồng đội. Clear rồi. Lên cô vào. Clear rồi, không sao hết bạn ơi. Ui, được cái nhỉ. Vâng. May thế, cũng may mà mình nốc được 2 trước khi mình bị ôm bụng. Vai, hú hồn. Quái. Từ này thêm cái tem nào nữa thì thôi, đúng là mình chịu. Công nhận luôn, quả đấy mà team khác công vào là toang ông luôn, đồng đội game mới luôn. Thêm địch.
xe quá, người lạ đi xe cũng hơi căng nhỉ, ban căng quá, đi ngay trước mặt nó làm mình nó liếm mình còn có chấm máu hay sao ấy, hên thật. Rồi bây giờ ôi xác bốn ông này à, ui mấy ông này giàu lắm này, trời ơi bây giờ tha hồ đồ luôn, tha hồ gọi là lút thôi anh em, mổ thóc đấy, thế là full đồ ngay. Ơi mình chưa có máu ơi, tôi chất này còn bát thôi. Đấy, ngờ nó ra sai lần nhưng mà cũng không thể nhanh bằng mình được bạn ơi. Riêng về khoảng cách Adbot là mình cực kỳ thích. Đây giảm thanh AR đang này còn lấy không? Đây có phớt này. Đây, từ từ. Mình vứt bớt đạn này mình nhặt thêm phớt nữa. Ít phớt quá. Đây, rồi. Ok luôn, vậy là mình đã full đồ. Nhặt thêm ít đạn xanh nữa. Ôi, có tên nào bắn mình? Tôi con xe quát nó dừng ngay giữa đồi kìa. Đây mình thấy rồi à, thanh liệt đúng đây cả kìa. Bạn lại cà kìa, nhầm tim rồi bạn ơi. Phá lốp xe luôn cho khỏi chạy này. Có mỗi tên này thôi sao ấy, đứng giữa đấy mà khều tim bốn bọn mình chứ. Thằng này có một sao? Đúng rồi bạn. Để mình sấy xe luôn này. Sở mốc định lên xe chạy à? Chạy làm sao được nữa, xe mình phá lốp rồi. Bây giờ có chạy đằng rời. Đi bạn lên xe luôn. Ê từ từ nó chạy kìa. Ôi thôi mất bóng rồi. Ui. Ui đi đi anh em ơi. Ủa thôi tôi nổi như là bạn nói sao. Bỏ đi. Thôi sao bỏ. Ui từ từ cover cho số 3. Đây 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 đây. Không sao hết không vấn đề gì. Cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh. Yên tâm trời ơi. Mình cover tốt lắm các bạn yên tâm. Đây mình ra mình chạy lại. Xoáy dọa nó luôn. Ui. Ông cứ bỏ đi không sao. Rồi không sao. Đã anh nổi. Lại ra bên đồi. Mình phải ra mình bắn cover chứ không thì cứ bò thì nó vẫn bắn được. Quả đấy mình sờ bốc kịp thời mà còn nó mới không bắn được. Ui. Ui địt mày à. Toàn. Té té rồi đứng đây bị kẹp rồi. Hồi máu xong rồi té gấp rồi đứng đây là toàn rồi anh em ạ. Ok ok. Giờ có tìm trên đồi nó dốc nữa hay sao ấy. Ê mình tố mình lút nốt mấy quả sờ mốc với lại thêm ít đạn xanh nữa mình té luôn. Đây này. Cái ui giời, thoải mái đi anh em. Ê, cho nó bắn luôn. Đấy, đạn xanh nhiều này. Đấy. Có ai bắn đâu. À, mình thấy cái tên trên đồi rồi. Nó nhìn này. Ui. Ui, không được, không được. Thằng này nó có bộ đồ rơm. Thằng này có ốp hay sao ấy. Nó bắn đau phết nhỉ. Đâu rồi, cái tên khí đột đâu rồi. Con xe buggy à, vậy chắc là có một hoặc là hai thôi. Còn cái team chỗ đằng này nữa. Mấy ông này chạy đầu hết rồi nhở. Vẫn đang bắn à. Ơ cái tên khỉ đột này lấy buggy nó chạy rồi hay sao ấy, mất xe rồi. Xe đi rồi ông ơi, lấy xe đi rồi. Rồi ok. Còn trên đồi mà. Còn team đồi trước mặt thôi này. Chỗ bên kia kìa, bảo xuống. Kìa bảo nó xuống rồi. Thấy rồi. Ui dồi ôi, một đầu một người rồi kìa. Anh em ơi, thấy hộ mình với anh em ơi, thấy phụ mình. Nó yếu. Trời điệu. Bắn xe thủng lốp nó bắn cố chạy được. Ui, xe gần nổ luôn kìa. Trời ơi. Thế nhưng mà team mình mà có đấy mà ra mà bắn phụ cùng mình kịp thời là chắc là ăn được nó đấy. Cùng một bộ ăn. Đéo đi đâu, nó bắn là nó đéo đi đâu. Nó vẫn dừng ở đấy. Hay lên xe đẩy qua luôn đi mấy ông. Lại chạy về kìa. Lại chạy về á? Đi đâu mà. À tên này nhây thế nhở. Chạy về luôn. Nó vẫn chạy ở đấy. Đâu? Trời ơi tầm này mà chạy trống là mình sấy được này. Đi luôn anh em, mình sao bơi luôn. Đẹp lắm. Ôi. Buồn ở trên đồi đâu nhỉ? Vẫn đang bắn nhau hai team hay sao ấy. Hình như có hai team mọi người ơi, để mình bơi qua mình lấy góc mình quan sát trước xem như thế nào. Cho mấy ông đồng đội mình lấy xe công sau. Phải chạy qua chỗ nó này. Rồi, bò này trước sau thì cũng phải qua bên này rồi mọi người. Mình bơi qua trước mình lấy góc. Chơi kiểu khô máu luôn anh em. Rồi. Không biết là cái hai cái tên lúc nãy trên này nó có nó có đăng kê không, nhưng sợ nó đăng kê nó thấy mình là toang này. Ui đoạn này công nó hơi sai nhở. Nhưng mà thôi anh em liều ăn nhiều mà. Không
không liều thì ăn ít, nên là cứ phải liều thôi thì mới có nhiều mạng được. Đây, nó lùi về Nó rồi chạy, sao nó ấy, chạy. không thấy luôn, nó lùi về rồi. Nó chạy rồi anh em ạ. À, đằng kia có hòm gỗ, ôi có người luôn. Làm gì đây, ôi tên này. Một Đang thằng lút đồ lại à, có liên luôn rồi, có hai tên rồi. Tưởng yên luôn. Trời nó ơi. sang nhanh thế nhỉ. Đấy, phải sang nhanh như Tào mình thì lao mới này có này, mạng khách hàng chứ. biết vị Nó ở trí. đâu số 1 đi. Vãi nổi, chơi gì đã kêu mình hack vị Qua trí trong số rồi. 1 luôn. Nói thế anh em trên kênh xem lại, xem được clip này lại mang tiếng mình ra. Uầy, ốp này. Bắn luôn mọi người. Vậy là team này là Qua trong nhà. team này chắc là team đền thờ đây mà. Ôi, mũ ba. Được đấy nhờ, uầy. Đây mình kiếm cái 8x phát. Mấy ông này không, mấy ông này không có 8x à? Team này là team bắn thính hay sao ấy chứ? Bình thường mà team nào mà clear đền thờ ấy, bắn bắn bot mà ra ốp là phải có 8x đi kèm. Tính rơi gần đây luôn này. Vậy chắc là team này team bắn thính rồi mọi người ơi, không phải team đền thờ. Ok, đi luôn anh em, có thính à, chơi luôn. Đi cam thính đi. Được, hợp Chắc lý đi. luôn bạn. Ok. Let's go. Nào, đi nào. Trời, thính nó rơi kìa, nhanh nhanh. Tí nữa có tìm nó lại, mình ra mình canh thính trước là mình. Let's go. Mình cam thính là mình dễ ăn được kill lắm. Đi đi ông ơi. Trời, ông số 3 ông làm cái gì vậy? Mình bơm xăng luôn. Ông số 3 này ông siêu thị thế nhở? Bạn ơi. Nhà bao việc bạn ơi. Trời ơi. Còn có mười mấy ông nữa thôi, lút cho trận sau à bạn. Không hiểu kiểu gì. Mình Ê bảo ơi. Một game mà kiểu càng lút càng nhiều đồ càng dễ chết lắm. Thành shipper đấy, lút vừa vừa phải phải thôi. Nhiều khi càng nghèo càng dễ sống dai. À, thấy ngay dưới kìa. Chơi luôn anh em. Để xem nào. Số 4 này, thính trước mặt bạn này. Đây. Ờ, có xe hay sao chứ? Ờ, có bác đi kìa, có người luôn. Em mượn nhá. Số 4 ơi. Trời ơi, bác xe. Để nó chạy rồi. Bạn nó phụt máu rồi kìa. Thấy đi, ui, hai xe luôn. Vai nổi hai xe chạy như này thì biết lùa ai đây. Thôi mình lùa cái tên bên trái đấy gần này. Tên kia nó chạy về chỗ khu nhà rồi. À, đây rồi, ui. Bạn chạy như này thì mất hết rồi bạn ơi. Bác ghi là người chạy vòng với chúng tôi à. Thấy nổ xe luôn. Chạy đi đâu rồi. Hạ cánh an toàn rồi đấy. Vào nhà nhá. Ôi, bị lag hòm rồi, không lốt được đạn rồi. Còn một tên nữa vừa chạy về cái server này này. Không biết là hai tên này là cùng team hay là khác team đây, mình không hiểu luôn. Lốt được đồ cơ. Mình nghĩ chắc là khác đấy, team đấy anh em, nếu mà cùng tên team thì lại đi cùng hướng với nhau rồi. Kia là hòn đá thôi, không biết là cái tên này còn bạn nó nữa không. Tại vì mình thấy nổ xe thì đấy, chết luôn đấy. Không biết là đang nốc hay là chết luôn. À đây, đạn xanh đây này, ui. Tôi nhân vào đây có đạn xanh luôn anh em. Trận này phải nhặt thật nhiều đạn xanh để tí nữa bo cuối mình sấy mắt mắt máy luôn. Rồi. Tên kia đã chạy về khu trước mặt mình mới đi đâu không biết nữa. Đây có 30 viên nữa à, lấy luôn, lấy hết. Trời ơi, bây giờ mình đang trong bo luôn anh em ạ. Nó lại được của nó luôn. Mình ở nhà mình thú nhỉ. Ấy à, ui. Ôi bị ốp bắn, ốp silent. À, vậy là nó dừng đâu đó chỗ bên ngoài hay sao ấy, chỗ cái sườn đồi à? À, tên này có ốp. Mở đồng hack hay sao ấy. Trời ơi, lại kêu mình hack rồi, mang tiếng thế nhở? Bắn hay ấy. Đây này, hướng này này, nó vừa bắn mình xong. Trời ơi. Đấy, biết ngay mà. Vậy anh nổi, tôi thấy nó từ trước rồi không? Tôi đang bị bắn đây, binh vị trí cho mà cũng bảo mình hack, không hiểu kiểu gì. Đấy. Đến toàn kia chết. À, trong khu nhà. Đấy. Đâu rồi? Trong khu nhà, nó bắn mình trong khu nhà anh em ạ. À đây mình thấy rất này tầng 3 này, à tầng 2. Nó kìa hụt kìa. Trời ơi. Thế quả đấy mà có cốc 8 thì đẹp nhở. Ước gì mình có cái cốc 8. Nó ở đâu cơ? Đâu có thấy cháu ở đâu nhỉ? Cho mấy ông đấy tìm người, mình như vậy mình bắn. Nhau. Nào ngó ra bạn. Đây, chạy sang bên trái rồi. Ông này à, có trên mái nhà ra ấy. Có ốp rồi mà sao không đấu? Điên thì mái nhà. Ôi, ông này có 8x anh em này, hay là... Mà thôi, mượn người ta 8x thì có hơi kỳ. Hai team à? Ơ, hai team đang bắn à, nhau kìa. Quay à, nó bắn nhau kìa, nốc rồi, nhau. Nốc rồi, nốc rồi, nốc rồi. Ê, được, 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 được. Ê, mình full nước, mình đẩy lên luôn anh em. Trời mình ơi. Vừa nhảy xuống rồi. Mình đẩy bộ đi, để xe cho người lạ. Ngồi đây kẹp bo được ấy.
Ok, vào chỗ này nhá, nhưng mà chỗ này nó hơi xa bo, để mình qua bên chỗ, qua chỗ bên kia đường, mình lại cái chỗ cái viền đồi trước mặt kia, anh em thấy không? Chỗ đấy ngay mép bo hay sao ấy, cam bọn này thì nó sẽ hợp lý hơn. Đã không ke bo thì thôi, một khi Con đã số ke 1 phải bo chạy là cánh ngay kìa. đúng rồi, một khi đã ke bo là phải Đi chạy ke cho bằng giúp chết. mà Ô, tên là đám hợp đốc lý này, hơn. KS kill Chỗ này luôn, trống. trời Đấy. ơi ngon thế nhở. Đấy, phải qua bên này thì mới có mạng được, mình đã bảo rồi, liều thì mới ăn nhiều được, không liều thì chỉ có mà đói thôi. Có tên cầm Ừ, 24. ông số 2 thủ dâm đây thôi, chia chia hai hai ngã đi. Có gì cứu nhau. Đây rồi, mình thấy rồi, chạy ra này. Nào 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 nào. À, cái tên này hack não mình. Số 2 chạy băng dưới đường này đi. Không bắn ốp bạn được thì mình lấy M4 mình sấy luôn. Thế cho nó nhanh. Rồi, vẫn đang nóc à? Bạn đâu hả? Bò đi đâu? Bò với chúng tôi này, một viên ốp này gạt luôn anh em, không cho cứu. Biết là có hai team nhưng mà đã có một team được clear chưa nữa. Đây mình chiếm cái chỗ viền đồi trước mặt này là đẹp luôn này. Bo đang thu vào, bây giờ nó hết đường nó chạy vào bo rồi anh em. Rồi đứng đây chùm luôn này. Ở cái góc nhà này vẫn đang trong bo hay sao ấy. Đây mình thấy tầng 2 này. Ôi nhảy xuống kìa. Lấy mà bốn sấy. Rồi. Rồi, khỏi cứu luôn nhá. Cạt được thêm một bên vào đầu nữa, với cái vòng bo như thế này thì xác định là outside phải lấy zone luôn. Má đằng sau kìa. À, có tiếng 24 sau lưng mình. Máy mình đổi vị trí gì đấy. Trong nhà vẫn đang chưa cần liên em ạ, để mình Ra quay về ngoài đi. nó phá xe của mình. Đây. Tiếng M24 với lại tiếng mini Nó chiếm khu nhà. trong khu nhà đúng không? Hỏng rồi, nó phá xe rồi. Rồi, chỗ mình đang giữa bo mà, xe quan trọng gì tầm này nữa bạn này. Chỗ mình là ok rồi. À, toi cái xe mà đâu. Và bên khu nhà mình chỗ bên này đường hay sao ấy. Đấy, chỗ mình là giữa bo luôn. Rồi, ok, lốc của một bé đang đấy. Ở đây mình thấy một tên đang chạy dưới này. Một viên này. Yếu đấy. Trời ơi, nó núp sau nhà rồi kìa. Trong nhà Lốc ăn được một một viên bé đúng. trong nhà rồi. 200 cuối ở đằng bên đấy không? Nhưng mà mình sợ vẫn đang sau lưng đang còn đây này. Ơ, nó nằm. À đâu, không phải, giống thế. Ơ, tên kia chạy lên kìa. À, hay. Rồi, số 3 xử lý nữa rồi. Còn 5 ông nữa. Giờ vẫn còn 3 team hay sao ấy mọi người ạ. Ơ, một tên đang chạy kìa. Lâm khom, lâm khom. Úi dồi ôi, hụt rồi. Thay này là lâm khom. Úi dồi ôi, headshot luôn anh em. Nó gọi là siêu highlight đây nữa này. Không được. Nào bạn ơi. Đang làm cái gì đây? Rồi, nốc luôn này. Ốp kinh nhỉ. Còn tên nữa. Này thì vãi nồi thật. Bạn ơi, cái đầu. Để mình công cái team này đi. Đầu này kìa. Hang này đang còn lom khom lắm. Mình sẽ công lên đi, đang cứu hay sao ấy. Đây rồi, à, đang kê bên phải mình này. Ui vãi nồi anh ơi. Ui nó ngồi cái góc mọi người ơi. Thôi anh ơi. Ui tên này ngáo lắm. Quá thằng ở gần. Thôi bạn ơi đừng gạt mình, bạn ơi cứu cứu đi, cứu đi. Cứu đi. Thôi anh ơi. Ui anh ơi. Nhà em. Em vẫn còn chưa vợ con anh ơi, đừng gạt em anh ơi. Anh hai ơi, cứu bạn đi, đừng có gạt này nhá, mình không gạt bạn nhá. Thôi. Điên ạ. À. Ui hay hay. Đấy, cứu cứu số 1 đi. Ui hay thế nhờ. Trời ơi. Không hiểu kiểu gì luôn, nó ngồi im ngay góc mình không nghe được. Mình à cái đâu mình nghe nhầm anh em ạ. Vãi nồi, may mà gặp tên ngáo, may mà nó không gạt được mình, hên đê. Hên vãi nồi anh em ơi. Tưởng đấy là bị gạt rồi mà ai ngờ. Vậy là còn hai tên nữa thôi. Trời ơi, vẫn đang có cơ hội liếm được kill. Nãy mình vẫn nghe lúc lúc mình công vào khu nhà mình vẫn đang còn nghe có cái tên nào nó bắn chỗ bên trên đồi này hay sao này. Ông kia cầm một đôi ra thấy ai nhỉ? Ôi thôi, phải lấy zone rồi. Còn tên cuối đâu nhỉ? Thằng con này gốc cây kia kìa. Gốc cây kia kìa kìa. Ai này thấy rồi. Từ, úi xồi ôi. Alo. Đấy. Được không? Quá được luôn. Đấy, vẫn liếm được số mạng 1 cuối. Này hack cắt rồi. Lại vào kêu hack rồi. Hack hơi phí. Đùa qua phải ốp đẹp như thế thôi. Tôi mà đã hack thì tôi không để cái ông trên nhà vừa rồi là nốc đâu. Ê, thôi bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau nha.